chào quý khán thính giả, tôi là Joe Dovin, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Trong cuối tuần này cũng là cuối tuần sau cùng của năm 2018. Chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị sức khỏe và vạn sự như ý, sắp sửa chuyển sang năm mới. Happy New Year. Hôm nay thì còn trong năm 2018, chúng tôi xin cùng với quý vị ôn cổ tri tân một số vấn đề trong năm. Đặc biệt hôm nay khách mời là ông John Nguyễn của tổ chức Trương Biểu Diệp Foundation. Ông là CEO và cũng đã lên đài với Joe Dovin một hai lần để trả lời một số câu hỏi của các thành viên cũng như các người của hội và những người đã đến với Trương Biểu Diệp Foundation. Chúng tôi đã tuyển lựa được một số câu hỏi từ Internet mà gửi qua website, email hoặc là gọi trực tiếp hoặc là ghi tại văn phòng Trương Biểu Diệp Foundation trên đường Euclid, tọa lạc ở thành phố Garden Grove, mở cửa mỗi ngày thứ hai đến cả chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối để cho tiện các hội viên và các thân hữu đến viếng cha và xin cầu cũng như cảm ơn. Một lần nữa xin welcome, hoan nghênh anh John Nguyễn. Kính chào tiến sĩ Đỗ Vinh và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cho tôi được phép gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ Đỗ Vinh. Anh đã tạo cơ hội cho chúng tôi có cơ hội nói về cha. Và đây là cái điều rất là quý đã báu, vì sau những cái lần phát trước á, nhiều người đến và họ nói là nhờ coi qua cái chương trình đó mà biết được hội. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Vinh. Vâng, cảm ơn anh John và đặc biệt cảm ơn chương trình Vietface của chúng ta, đài Vietface TV cho phép chúng tôi thực hiện chương trình này và đã chiếu trên toàn nước Mỹ, đài 18.10 và những đài Galaxy và sẽ tồn trữ trên Internet. Chương trình đầu tiên thì đã có trên Internet ở YouTube, nhưng mà chương trình thứ nhì thì kỹ thuật chưa được hoàn hảo nên chúng tôi sẽ đưa lên sau cũng như chương trình hôm nay. Đi ngay vào đề tài, chúng tôi đã có ghi nhận được một số những câu hỏi rất là quan trọng, mà đây là cũng những câu hỏi mà nhiều người hỏi. Tuy nhiên trực tiếp thì có những thân hữu và thành viên hội viên họ đã nhắn nhủ và mong muốn được anh John giải thích hoặc là trả lời để cho chúng ta có ghi nhận một số những thông tin về Trương Biểu Diệp Foundation. Ông Phú ở Westminster, địa phương Orange County, California, chúng tôi đặt câu hỏi như thế này. Tất cả các hội vô vị lợi đều gây quỹ. Tuy nhiên chúng tôi biết chủ trương của hội Trương Biểu Diệp Foundation là không quyên góp. Lý do tại sao và như vậy hội lấy kinh phí từ đâu để trang trải các phí tổn? Xin cảm ơn anh Đỗ Vinh và cảm ơn ông bà Phú ở Westminster. Đúng như vậy, khi mà mình lập một cái hội từ thiện hay là vô vị lợi, do không có làm ra profit cho nên phải có sự giúp đỡ mọi người. Cho nên cái nguyên tắc chung là tất cả các hội đều tổ chức những cái buổi gây quỹ để mà có cái kinh phí hoạt động. Đối với Trương Biểu Diệp Foundation cũng không ngoại lệ, chúng tôi cũng cần có kinh phí để hoạt động. Tuy nhiên như lần trước anh có hỏi, lý do thành lập hội là do chúng tôi dựa trên lòng biết ơn. Cha đã cứu tôi không phải một lần, từ sinh mạng cho đến sự nghiệp. Cho nên vợ chồng chúng tôi có bàn là mình dùng chính ngay cái tiền mà cha đã giúp cho chúng tôi được hưởng trọn cái tiền về hưu. Cho nên chúng tôi dùng cái đó để mà hoạt động. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là thực ra việc gây quỹ là rất cần thiết, nhưng đôi khi nó cũng dễ gây hiểu lầm. Cho nên nếu mình giữ được ngày nào thì hay ngày đó. Và cái đặc biệt ở đây tôi muốn nhấn mạnh là chính qua cái việc mà chúng tôi quyết định không gây quỹ và khi hết tiền thì đóng cửa, như lần trước tôi đã có nói chuyện, thì phép lạ cha nó xảy ra là chính những người đến thăm cha, chúng tôi không gây quỹ nhưng họ có cái lòng muốn góp một chút gì đó để duy trì cái văn phòng. Và đến năm, từ năm 2012 khi thành lập cho đến 2015 thì chúng tôi vẫn còn phải nuôi cái hội. Nhưng sau đó đó là chính sự đóng góp tự nguyện của những người đến tham gia mà nó được đạt đến cái điểm gọi là break even, tức là chính quý khách đến thăm đã giúp cho chúng tôi duy trì mà không cần phải bỏ thêm tiền nào. Vâng, thưa quý vị vợ chồng anh John, chúng tôi rất là thân quen và đã biết từ nhiều năm, và họ đã có những cái đóng góp đáng kể, nó phải nói là hy sinh
thời gian, tiền của để mà xây dựng lên hội Trương Vi Dực Foundation cho đến nay. Như anh Huynh đã nói là cái kinh phí tạm được trang trải và thực tế là mình có bao nhiêu là bao nhiêu. Yeah. Chứ không thể nào mà mình làm quá cái sức của mình hay là cái khả năng mình. Thành ra cái điều đó là một cái điều thực tế và cũng rất may nhờ ơn lành của cha và nhiều người cảm thấy được sự giúp đỡ và những cái sự may mắn. Cho nên những hội viên, thành viên, những người đã đến với cha tình nguyện đến và đóng góp cho Trương Biểu Diệp Foundation, dẫu rằng Trương Biểu Diệp không có những cái cuộc gây quỹ như các hội bất vụ lợi khác. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến quý khách đến thăm viếng. Chính nhờ sự linh thiêng của cha cho nên là người ta đến và người ta cầu xin và người ta được. Và cái lòng tri ân của người Việt Nam lúc nào cũng tốt. Để làm sao đền đáp lại thì mọi người một chút tự nguyện để giúp cho chúng tôi duy trì. Cho nên việc chúng tôi không có kêu gọi gây quỹ, nhưng chúng tôi rất tri ân những người mà tự nguyện đóng góp. Chính nhờ vậy mà hội vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Cho nên nhân dịp cuối năm này, chúng tôi chân thành tri ân và cảm tạ quý ân nhân đã giúp cho hội vẫn còn vững mạnh. Đó là nhờ sự đóng góp của quý vị. Vâng. Xin cảm ơn. Và bên cạnh những đóng góp tài chính thì còn những cái người volunteer thời gian, công sức để đến với hội, trên dưới khoảng vài chục người phải không anh? Vài chục người cho một ngày hay sao? Dạ, tới thời mà họ đóng góp và đến và làm những công việc tại hội. Đúng như anh nói, tại vì hội như lần trước chúng tôi đã giải thích, nó không phải chỉ đơn giản là mở cái văn phòng, mà chúng tôi còn truyền bá danh cha đến tất cả mọi miền trên toàn thế giới. Và như vậy thì công việc là gì? Chúng tôi phải xuất bản báo hàng tháng, sách hàng năm, gửi tất cả những cái tài liệu cũng như là nước lọc cha đến tận nơi hoàn toàn miễn phí. Thì cái khối lượng công việc đó nếu không có đội ngũ anh chị em thiện nguyện viên, cho đến hiện nay danh sách là khoảng trên dưới 70 người, thì chắc chắn chúng tôi không làm nổi. Chính cái sự đóng góp gọi là âm thầm mà hết lòng đó mà chúng tôi hoạt động hoàn hảo để làm sao danh cha đến được tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Vâng, thưa quý vị, chuẩn bị bút giấy và ở cuối chương trình chúng tôi sẽ chạy số phone và địa chỉ email cũng như website của Trương Biểu Diệp Foundation để quý vị liên lạc về với hội. Câu hỏi thứ hai, ông bà Hà ở La Puente cũng như ông bà Peter Lê ở Fountain Valley và ông bà Kevin Võ ở San Diego. Những người này họ tuy không quen biết nhau nhưng mà họ cũng đặt cùng những câu hỏi. Thành ra chúng tôi ghi nhận là những câu hỏi từ những gia đình này. Vì những câu hỏi này thì nó thiết thực và rất là quan trọng đối với những hội viên, những thành viên, những khách của Trương Biểu Diệp Foundation. Cho nên họ có đặt những câu hỏi này nhiều lần nên chúng tôi muốn giải bài ở đây. Hiện nay tại Orange County không chỉ có Trương Biểu Diệp Foundation mà còn có hai văn phòng khác cũng về cha Diệp. Sự khác nhau giữa các văn phòng này như thế nào? Người ta nói rằng Trương Biểu Diệp Foundation là hội tư nhân, còn các hội khác là của các cha hoặc là thuộc nhà thờ. Có phải như vậy không thưa anh? Cảm ơn anh Đỗ Vinh. Và đúng như anh nói là câu hỏi này rất nhiều người hỏi. Điều đó chứng tỏ là mọi người rất quan tâm. Và chúng tôi rất là biết ơn cái sự quan tâm đó. Có thể nói rõ ràng thế này, pháp luật ở Hoa Kỳ rất là tự do và bình đẳng. Nhưng tất cả mọi cái đều được chi phối bởi pháp luật, không ai đứng trên được đó. Cho nên cái quyền tự do lập hội được ghi rất rõ trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Một cái điều rất rõ là muốn hoạt động trên đất Hoa Kỳ phải có giấy phép, phải được phép của chính quyền, bất kể tôn giáo nào. Khi anh muốn thành lập một cái hội, điều đầu tiên anh phải lập một cái công ty, tức là do một nhóm người đứng ra tổ chức, sau đó xin giấy phép thành lập công ty trước. Rồi chính quyền mới xem xét để xem coi những cái hoạt động đó nó có phù hợp với cái quy chế vô vị lợi không, để tiếp tục cấp giấy phép theo cái quy chế gọi là 501c. Và đặc biệt đối với những hội từ thiện thì là 501c3. Thì tất cả các tổ chức từ thiện, kể cả nhà thờ, chùa chiền, các cái đền đều phải đứng ra xin giấy phép như là một hội, một công ty. Sau đó từ cái hoạt động của mỗi hội như vậy mà người ta sẽ xét quy chế là 501c3, 501c7, là tùy theo cái kiểu hoạt động. Thì phải nói rõ ràng là Trương Biểu Diệp Foundation ngay từ đầu đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật
và theo quy chế tax exam cũng phải ở 1C3. Thì chúng tôi nghĩ rằng là việc định nghĩa tư nhân hay không tư nhân đó là cái suy nghĩ mà chúng ta thấy là nếu mà đứng ở góc độ pháp luật thì tất cả mọi tổ chức đều như nhau, đều phải hoạt động dưới luật pháp hết. Và như vậy thì tôi nghĩ là hiện nay có khoảng 2 hoặc 3 hội cũng lo về cha diệp. Và tôi nghĩ rằng là họ cũng đi theo đúng cái luật của Hoa Kỳ quy định. Và như vậy thì như lần trước chúng ta đã nói đến chuyện là có nhiều người họ cũng muốn mở để tri ân cha. Thì chúng tôi nghĩ là điều đó rất tốt. Vì sao? Vì còn nhiều người chưa biết đến cha, chưa biết đến cái sự mầu nhiệm và linh thiêng của cha. Khi mà gặp khó, có một cái chỗ dựa rất là quan trọng. Cho nên tôi rất là hoan nghênh những cái hội đó. Tuy nhiên có nhiều người thắc mắc là tại sao mình không kết hợp nhau mà phải mở 2-3 cái như thế. Thì xin thưa là mặc dù chúng tôi cùng chung một mục đích là vinh danh cha, nhưng cái tôn chỉ mỗi hội nó khác. Ví dụ như hội thì lo cho người nghèo hoặc là muốn xây nhà thờ ở Việt Nam. Hội thì gây quỹ để mà xin phong thánh cho cha. Riêng chúng tôi có tôn chỉ là không gây quỹ. Cho nên cái việc tôn chỉ nó khác nhau thì do cái hoạt động của mỗi hội khác nhau. Nhưng cùng một mục đích thì tôi nghĩ là đều muốn vinh danh cha Trương Bổ Diệp. Vâng, thưa quý vị, anh John Nguyễn, CEO của Trương Bổ Diệp Foundation đã giải thích tương đối cũng đầy đủ. Về vấn đề pháp lý thì các giấy phép từ cấp liên bang xuống cấp tiểu bang đều phải hoàn chỉnh, cũng như là về thuế vụ và tư cách pháp lý thì rõ ràng là những tổ chức nào muốn có những cái hội như hội Trương Bổ Diệp Foundation thì tất cả đều phải có làm đúng theo những cái thủ tục hành chính cũng như pháp lý. Thì chúng tôi cũng hoàn toàn hoan nghênh tất cả những hội khác, kể cả ở tiểu bang khác cũng có những các hội Trương Bổ Diệp Foundation, và như anh John cũng có đến với nhiều địa phương khác nhau do sự gợi mời hay là chính anh đến với các hội viên, thành viên ở xa. Vì có người tiện về đây, có người không tiện về đây, họ gửi thư từ qua email, internet, viết tay và gọi điện thoại. Nhưng mà có khi nó cần cái sự trực tiếp đến với cha thì có người họ dựng bàn thờ ngay tại nhà. Hay là ở các nhà thờ cũng để hình của ảnh của cha. Và thêm những các hội nữa thì chúng tôi nghĩ đó là một cái điều, một cái hiện tượng mà do cái sự linh thiêng của cha đã làm cho những người có lòng tin và ủng hộ các hội như vậy, thì chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Và chúng tôi xin được nói thêm một tí. Vâng, anh Đỗ Vinh, riêng đối với hội chúng tôi thì chúng tôi có ghi danh với cơ quan bản quyền PTO của Mỹ, là mọi người có thể dùng tên cha là tên chung, nhưng cái chữ foundation là chỉ dành riêng cho hội chúng tôi. Cho nên để giúp cho chúng ta phân biệt được Trương Bổ Diệp hội này hội kia, nhưng mà đối với Trương Bổ Diệp Foundation là chỉ có một trên đất Mỹ. Dạ vâng. Và có khi viết tắt là TBDF, Trương Bổ Diệp Foundation, hoặc là trên website thì quý vị sẽ thấy có cái .org là organization, tổ chức. Bên cạnh việc đó thì chúng tôi rất muốn đề cập tới những điều mà anh John mới vừa nói, đó là cái mission. Mỗi một cái tổ chức, một cái hội đó, khi quý vị ghi danh phải có cái mission statement. Thì trong cái mission đó thì mình định nghĩa là cái tổ chức của mình sẽ thực hiện những cái công tác gì, những công vụ gì. Thì chúng ta chọn lựa rất là nhiều công việc từ thiện để làm. Thành ra không có cái gì mà ngần ngại là những tổ chức khác họ làm những việc tương tự hoặc là khác. Và chúng tôi thì có chủ trương và những đường lối cũng như là những cái project đặc biệt cho những hội viên của Trương Bổ Diệp Foundation. Và nhân cơ hội anh nhắc đến cái mission statement á, thì một cái điều duy nhất thôi mà chúng tôi thành lập là để bày tỏ lòng biết ơn. Và như vậy nhiệm vụ duy nhất là vinh danh cha, làm sao cho nhiều người biết đến sự linh thiêng của cha. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi. Vâng. Chúng tôi hy vọng là đó là trả lời câu hỏi của ông bà Hà, ông bà Peter Lê và ông bà Kevin Võ. Xin cảm ơn quý vị đặt câu hỏi. Và tiếp theo chúng tôi có câu hỏi từ ông bà Mỹ ở Austin, Texas, ông bà Cảnh ở Henderson, Nevada. Như chúng tôi nói là trước đây là hội có nhiều thành viên từ các nơi xa gần, các tiểu bang, không chỉ ở nước Mỹ mà các nước khác nữa. Thành ra những câu hỏi chúng tôi hoan nghênh quý vị gửi về, và dưới mọi hình thức, trên chương trình đây hay là qua email hay qua trực tiếp trên điện thoại, chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Việc phong thánh của cha, cái câu này nó cũng liên hệ tới cái câu trước, đã đến đâu và
vai trò của Trương Biểu Diệp Foundation trong việc thúc tiến phong thánh cho cha. Thưa anh có thể cập nhật được một số thông tin chúng tôi đang tiếp tục và tiếp tay với anh như thế nào trong công việc này? Dạ vâng. Phải nói cho rõ là theo chúng tôi được biết thì cuối năm 2015 thì Tòa Thánh Vatican đã có một cái văn thư xác nhận là hồ sơ xin phong thánh cho cha Trương Biểu Diệp hoàn toàn không có gì trở ngại. Thì trong cái niềm vui của năm 2015, cuối năm 2015, thì ngay ngày đầu năm, mùng 1 tháng 1, 2016, cha linh hướng của hội của Trương Biểu Diệp Foundation là cha Đinh Ngọc Quế đã đại diện cho hội gửi thư trực tiếp cho Đức Giám mục Tri Bửu Thiên ở giáo phận Cần Thơ, là người chịu trách nhiệm chính về chương trình phong thánh cho cha Diệp, cũng như email cho linh mục cáo thỉnh viên vào lúc đó là cha Trần Thế Tuyên, để ngỏ ý rằng là chúng tôi muốn đứng ra để lo tất cả những cái chi phí về vấn đề phong thánh, để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình và cái niềm vui đó. Đối với hội của chúng tôi thì là một cái hội chúng ta hoạt động vì yêu mến cha, cho nên cái chức năng phong thánh nó thuộc về Ủy ban Phong Thánh của Tòa Giám mục Cần Thơ. Chúng tôi chỉ biết đóng góp bằng cái khả năng của mình. Tuy nhiên sau đó chúng tôi có nhận được có một vị linh mục đại diện cho linh mục cáo thỉnh viên có đến chúng tôi và có nói rằng là cái việc đóng góp xin phong thánh nó phải là từ tư nhân chứ không thể là từ hội. Thì chúng tôi cũng không biết là do đâu mà có cái ý đó, cho nên cho đến giờ này chúng tôi cũng chưa được biết thêm những cái tin tức mới về phong thánh. Tuy nhiên chúng tôi hiểu một điều thế này: cái việc mà cha Diệp đã lành thánh trong lòng mọi người rồi, vấn đề còn lại là được sự công nhận của Tòa Thánh La Mã, để làm sao lúc đó cha được nhiều người biết, không phải chỉ người Việt Nam không. Và cái việc đó thì đó là do ý Chúa quyết định. Mình chỉ có đóng góp bằng cái cầu nguyện làm sao cha sớm được phong thánh. Vâng, thưa quý vị, cá nhân Đỗ Vinh cũng có duyên và có phận trong cái việc lập hồ sơ hay là thúc tiến hồ sơ phong thánh cho cha. Thì Đỗ Vinh có nghiên cứu một số những nguyên tắc và những cái thủ tục hành chánh thì thật sự nó cũng rất là khó khăn, phải khắc phục một số những thử thách. Và như quý vị biết là cái việc phong thánh có khi mất cả trăm năm, vài trăm năm là chuyện thường, không phải là một đời người hay là vài chục năm mà có thể được đâu. Tại vì nó đi qua nhiều giai đoạn, thưa anh, beatification, rồi canonization, á thánh, rồi phong thánh. Thì những cái thủ tục đã được bắt đầu ở các nhà thờ giáo xứ Cần Thơ và đã có nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên Vatican họ có nhiều cái ủy ban để họ kiểm duyệt về hồ sơ, những phép lạ, về những ơn lành mà cha đã ban cho, và phải kiểm chứng bằng khoa học, bằng những cái ban về y tế, chứ không phải đơn giản. Thành ra cái điều này nó mất nhiều năm, và cái công sức chúng tôi có được tới đâu làm tới đó. Thì cũng hy vọng là có nhiều người hưởng ứng và tiếp sức với chúng tôi, vì có thể trong đời người chúng ta mình mà Vatican giúp được và phong thánh được cho cha thì điều này rất là mừng. Nhưng mà cũng nếu mà chúng ta không làm được trong đời này thì tiếp tục những cái đời sau sẽ làm được. Đó là cái nguyện vọng và do cái niềm tin của chúng ta. Dạ, và đúng như anh vừa nói, trong cái khả năng của Trương Biểu Diệp Foundation thì chúng ta có thể đóng góp ngoài cái lời cầu nguyện và cái lòng thành khi mình muốn chia sẻ cái gánh vác, cái trách nhiệm về tài chính. Chúng ta còn có thể làm một điều nữa là truy tìm những cái ơn lành. Như anh vừa nói là có sự xác nhận của một cái hội đồng để đạo, cái việc ơn lành đó nó đúng là sự thật. Thì chúng tôi cũng đang tìm và nghiên cứu tất cả những cái trường hợp mà đến, cũng như tôi nghe được và đến với văn phòng để chia sẻ, để làm sao tìm ra được những ơn lành đủ thuyết phục Tòa Thánh và Ủy ban xét duyệt để đưa vào trong cái danh sách hồ sơ phong thánh cho cha. Và chúng ta đã kết hợp với nhau để tìm làm sao càng nhiều ơn lành càng tốt. Nhưng theo như mà tôi được biết, như anh cũng có nghiên cứu về hồ sơ, là chỉ cần một ơn lành ngay tại địa phương và một ơn lành ngoài địa phương đó là cũng đủ để mà cái hồ sơ phong thánh cha nó được tốt hơn. Vâng.
Đó là cái những cái căn bản, và chính Đỗ Vinh đã đọc được những cái thư và viết trong tiếng Latin, thưa quý vị, phải dịch sang tiếng Anh, rồi tiếng Anh dịch sang tiếng Việt, nó hai ba lớp. Và tuy rằng các cha đó là những cái giám đốc của các ủy ban, thì họ đã ghi nhận là hồ sơ gọi là causa beatificationis của cha Trương Bá Diệp đã được mở rồi, đã được thụ lý và đang chờ đợi thêm những cái bằng chứng, những cái ơn lành mà được kiểm chứng như là anh John mới vừa nói. Thành ra quý vị hãy liên lạc lại với hội, nói lên những cái mẫu chuyện, những cái ơn lành mà quý vị đã kinh nghiệm, như chúng tôi đã ghi nhận trong những cái tập chuyện về những ơn lành của cha Trương Bá Diệp. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái công trình này và cái công án để mà thúc tiến hồ sơ trong khả năng của chúng tôi được, và xin kêu gọi quý vị tiếp sức cho. Phần 4, chúng tôi có câu hỏi từ bà Phượng ở Garden Grove, ông bà Bích ở Sacramento, ông bà Michael Đỗ ở Santana. Mới vừa rồi đó, anh mới nhắc về cha Linh Hướng, Trương Đinh Ngọc Quế đó, thì các gia đình này họ cũng có quan tâm. Chúng tôi thường đi các buổi cầu nguyện của hội tổ chức vào mỗi thứ năm đầu tháng, rất ý nghĩa. Tuy nhiên, dạo này không thấy cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế có mặt. Xin anh John cho biết là sức khỏe của cha như thế nào, và lâu lắm Đỗ Vinh cũng không gặp cha. Dạ vâng. Linh mục Phêrô Đinh Ngọc Quế, dòng chức cứu thế, là người đã gắn bó với hội từ trước khi thành lập. Ngài là người hướng dẫn và chỉ đường cho hội đi như thế nào cho đúng. Cho nên cha đối với hội giống như cha con vậy. Suốt những năm đầu tiên cho đến mãi đến năm 2017, cha lúc nào cũng có mặt trong các buổi cầu nguyện. Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu, năm nay ngài đã 93, và tuy sức khỏe không còn đi lại được như bình thường, nhưng tinh thần ngài rất là sáng suốt. Và lúc nào chúng tôi lên thăm ngài, ngài cũng gửi lời thăm tất cả những quý bà con đến thăm hội. Và ngài vừa rồi chúng tôi có mới đến thăm cha vào dịp cuối năm, cha có gửi lời chúc cho mọi người và phép lành, và chúng tôi sẽ phát trên cái chương trình Trương Bửu Diệp Foundation, gọi là ơn cha Diệp, mà phát hàng tuần trên Vietface vào Chủ nhật 4:30. Thì sắp tới chúng tôi sẽ phát cái lời chúc lành của cha. Cha mặc dù sức khỏe không cho đến cho phép ngài đi lại, bây giờ ngài phải ngồi xe lăn, nhưng cái tinh thần của ngài rất là sáng suốt và rất lạc quan. Phải nói ông cụ tuyệt vời, và lúc nào chúng tôi cần cũng chạy đến ngài để xin những lời hướng dẫn chỉ bảo. Vâng, thưa quý vị, cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế không chỉ là cha Linh Hướng của hội, mà còn là một trong những người chủ trương thúc tiến và đề án cái việc phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra là biography của cha Đinh Ngọc Quế nằm trong tài liệu hồ sơ đề xướng việc phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp là người lãnh đạo của chúng tôi, để chúng tôi cùng ngài thúc tiến những cái công việc mà chúng tôi mới vừa nói. Cũng rất là cảm ơn cha. Anh biết là vừa rồi khi đến thăm cha đó, trước khi về cha còn nhắc một điều: này, chuẩn bị cho tôi đi Vatican đấy nhá, lo cho phong thánh cho cha cho xong đấy nhá. Ngài còn nhớ như in như vậy. Thưa quý vị, thành ra cái công việc rất là to lớn, và chúng tôi thì rất là nhỏ bé, phải nhờ cậy vào các bậc trưởng thượng và các lãnh đạo tinh thần như Linh cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế để hướng dẫn và soi sáng cho chúng tôi. Xin cảm ơn ngài. Câu hỏi thứ năm chúng tôi được ghi nhận ở đây của ông bà Hùng, thành phố Westminster, hỏi về chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận của Trương Bửu Diệp Foundation, rất hay. Và cho chúng tôi, địa bàn thịnh, dạ, chúng tôi ghi nhận là chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận cho phép đặt hình người thân đã qua đời tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để mọi người cùng cầu nguyện vào những ngày giỗ. Vì thế tôi đã gửi hình ba và mẹ của tôi tại đây để mỗi lần đến thăm cha, tôi đến thăm ba mẹ tôi luôn. Tuy nhiên, tại sao chỉ giới hạn cho những người thân trực hệ? Nếu tôi muốn đặt hình những người thân không trực hệ thì có được không?
Anh thể có thể giải thích thêm về cái chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tặng, và trong cái chương trình này mình có những cái sinh hoạt như thế nào, và những người hội viên, thành viên hay những khách họ đến và tham dự trong chương trình này trong hình thức nào? Dạ vâng. Trước Bùi Dịch Foundation đã giới thiệu chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tặng từ năm 2015, sau khi có một số nhu cầu của quý khách là họ muốn đặt hình của người thân đã quá cố tại văn phòng Trương Bùi Diệp Foundation. Và khi đặt hình như vậy thì tất cả mỗi buổi cầu nguyện chúng tôi đều kêu gọi mọi người đến để mà cầu nguyện cho cái ngày giỗ của họ. Và cho đến hôm nay thì cho đến khoảng hơn 500 gia đình đã gửi hình người thân đến, và mỗi buổi cầu nguyện chúng tôi đều kêu gọi mọi người cầu nguyện chung. Vì chúng tôi tin một điều thế này: ngoài cái việc chúng ta nhớ đến người thân, bày tỏ như là một cái lòng tri ân đến những người thân yêu của mình, chúng tôi còn tin một điều là khi các người đã khuất mà thấy con cháu hoặc là người thân cầu nguyện cho mình, chắc chắn họ sẽ cùng với cha gì phụ trợ cho chúng ta. Và điều đó tôi thấy rất là rõ khi mọi người đến gửi hình cha người thân ở đó, thì họ được sự bình an, và không phải chỉ của cha Diệp mà của chính người thân của mình. Cho nên là chúng tôi rất là vui khi nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên có một cái quy định như vừa rồi ông bà Lâm vừa nói đó, chúng tôi không thể nào mà để hình người không trực hệ. Lý do tại sao? Xin thưa là trực hệ là gì? Là những người có quan hệ với nhau như là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Khi những người đó yêu cầu như là tôi muốn đưa hình cha mẹ tôi thì chắc chắn không ai phản đối được vì tôi là con. Hoặc là vợ chồng, ví dụ như là chồng đã mất thì chỉ có người vợ mới cho phép, mới được quyền cho phép đưa hình người chồng của mình lên. Bây giờ giả sử nếu không phải trực hệ, một người anh em nào đó mà tôi muốn đưa lên nhưng người anh em khác họ không muốn thì sao? Thì như vậy tóm lại là nó sẽ xảy ra những rất nhiều mà những cái việc không cần thiết. Thế thì chỉ có người thân trực hệ là những người có quyền trực tiếp quyết định cái chuyện đặt hình hay không. Đó là lý do tại sao mà chỉ áp dụng cho người thân trực hệ. Vâng. Thì nó cũng vừa hợp tình và hợp lý, bởi vì chúng ta phải tế nhị trong cái vấn đề đây là một cái nơi tôn thờ. Cho nên nó không được phép hẳn hoi. Hoặc là có những cái chuyện gì không đồng ý với nhau thì hoàn toàn hội không muốn có những cái gay cấn đó. Thành ra về vấn đề tế nhị thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều kiện là những người trực hệ cũng là một cái điều kiện tốt. Ngoài ra thì mình có những điều kiện nào khác không? Mình có phân biệt tôn giáo hay là người đó là nam hay nữ, hay là thuộc trong đạo Công giáo hay không, hay là họ có cắt rơi họ vẫn về gửi hình ở đây được không? Mình có những điều kiện nào ngoài những vấn đề trực hệ không? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh, là vì chúng tôi muốn khẳng định là chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, sắc tộc hay địa phương hay vân vân. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là một hội viên của hội. Hội viên thì bằng cách nào? Chỉ cần đến văn phòng hoặc là qua online, qua website của hội ghi danh thì chúng tôi có cái số ghi danh đó để mà xác nhận là người này có thể sử dụng cái chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận. Ngoài ra tất cả còn lại là miễn phí, không, chúng tôi không có thu bất kỳ một khoản phí nào. Và bất cả những người ở xa, kể cả ngoài Hoa Kỳ cũng được, có thể gửi hình người thân về đây, để mỗi lần đến cái tháng giỗ của họ, chúng tôi sẽ nêu tên và mọi người cùng cầu nguyện. Và có cái giới hạn thời gian bao lâu gửi hình như vậy? Mình có đặt điều kiện là trong thời gian bao lâu, hay là vẫn cứ để đó cho đến khi nào không còn người chăm sóc nữa hay sao? Dạ, hiện nay thì vấn đề để hình thì chúng ta có thể chứa trong cái kho dữ liệu database của hội là đến không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên cho đến hiện nay chúng tôi không hề giới hạn thời gian. Cứ gửi đến chúng tôi sẽ post lên. Vâng. Là vậy thôi. Nhưng mà cái đó thì về hình ảnh, còn về tro cốt thì mình có nhận hay là giữ được không? Dạ vâng, cái câu hỏi này nhiều người hỏi lắm. Vâng. Là vì trong cái tình hình hiện nay về vấn đề đặt tro cốt
nó rất là nhiều khê. Cho nên nhiều người có hỏi chúng tôi là chúng tôi đặt cho cốt được không? Thì xin trả lời, thứ nhất, cái văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tại Garden Grove không có giấy phép để đặt cốt. Phải làm được giấy phép của chính phủ mới được quyền đặt cốt. Tuy nhiên, chính nhờ cái góp ý đó mà chúng tôi nghĩ ra là tại sao mình không xây một cái nơi để có thể mọi người đặt tro cốt, đặc biệt là do những người nghèo không có đủ kinh phí để lo, thì chúng ta chỗ này hoàn toàn miễn phí. Và vừa rồi nhân dịp sắp tới là sinh nhật của cha lần thứ 122, anh chị em trong hội đã góp nhau để mua một miếng đất 10 acre ngay tại thành phố Apple Valley, California. Đi từ đây đến đó khoảng 1.5 tiếng. Thì chúng tôi dự định là xây một cái khu gọi là để tro cốt, và cũng là để tôn vinh cha Diệp. Tất cả những cái đó đều hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi rất mong sự góp ý của tất cả mọi người khi xem chương trình này, cho chúng tôi thêm ý kiến để chúng tôi có thể làm sao xây dựng một cái khu mà chúng ta có thể yên tâm gửi người thân mình qua đời tại đó, và chúng ta đến thăm cha cũng như thăm người thân. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi sẽ chạy số phone và email, địa chỉ trang nhà của Trương Bửu Diệp Foundation để quý vị tiện về liên lạc, tham dự vào chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tặng hay những chương trình khác của hội Trương Bửu Diệp Foundation. Nhân dịp mà anh nói về những ngày giỗ thì chúng tôi thấy cái tranh hôm nay có khác với cái tranh lần trước. Xin anh cho biết cái sự khác biệt như thế nào, và cái hình này với cái hình lần trước của cha nó khác làm sao? Dạ, cảm ơn sự nhận xét tinh tế của anh. Là vì hai lần trước chúng tôi mang đến cái hình của cha, hình của nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Riêng hôm nay chúng tôi mang hình này với lý do thế này. Đây là tấm hình mà chúng tôi sử dụng mỗi khi mà đến dỗ cha trong suốt 7 năm vừa qua. Đặc biệt cái năm 2016 là kỷ niệm 70 năm dỗ cha. Chương trình Mừng Dỗ Cha phối hợp với Trung tâm Thúy Nga để làm một cái chương trình mà đưa hình cha lên cái bàn thờ dỗ rất là long trọng. Cho nên mục đích tôi đưa hôm nay để nhắc nhở mọi người có hai việc. Thứ nhất, ngày 1 tháng 1 năm 2019 là chúng ta sẽ kỷ niệm sinh nhật cha lần thứ 122. Chúng tôi sẽ tổ chức cầu nguyện buổi đầu năm long trọng. Kính mời quý ông bà có thời gian chúng ta đến vào ngày thứ năm 3 tháng 1 năm 2019. Tất cả mọi người bất kể tôn giáo có thể đến tham dự, cũng là để mừng sinh nhật cha. Thứ hai, chúng tôi muốn nhắc đến cái ngày dỗ cha năm tới này vào tháng 3. Thì mọi năm ngày cha mất là 12 tháng 3 1946. Thì chúng tôi năm nay để cho tiện cho mọi người đến dự, chúng tôi sẽ dời vào cái ngày Chủ nhật là mùng 10 tháng 3 và sẽ tổ chức giống như mọi năm, tức là suốt từ sáng cho đến tối, để tất cả mọi ai có thời gian ghé qua một chút để mà ăn dỗ với cha trong kỳ năm 2019 này. Thưa quý vị, cái tranh này rất là mộc mạc, đơn sơ, nhưng cũng rất là ấn tượng với màu trắng đen, chứ không có màu như là những cái tranh khác. Đó là hình gốc của cha đó, anh Đỗ Bình. Và hình như cái hình này cũng có trong chương trình của Thúy Nga thực hiện với Trương Bửu Diệp Foundation. Dạ đúng vậy, là kỳ tổ chức dỗ 70 đó. Và đây là hình chụp của cha, tức là không phải là vẽ. Tất cả những cái hình khác đều là vẽ, nhưng riêng hình này là hình chụp. Và thưa quý vị, chúng tôi có một số những tài liệu, những CD, DVD, những bản tin ơn lành hàng tháng gửi ra miễn phí. Quý vị cũng có thể tới nhận được một cái DVD của chương trình kỷ niệm 70 năm của cha Trương Bửu Diệp. Thì quý vị đến văn phòng của hội ở trên đường Euclid, chúng tôi sẽ chạy địa chỉ cho quý vị, ngay góc với đường Business Parkway, bây giờ gọi là Emperor Quang Trung đó, là ngay chỗ tượng đài Đức Vua Quang Trung đó. Quý vị có thể ghé văn phòng của hội kế bên đó, ngay trong cái khu Business Plaza đó. Rất là cảm ơn tất cả những người đã đặt những câu hỏi, và nhân tiện cuối năm chúng ta thấy rằng thời gian qua rất là mau. Thành ra chúng tôi cũng không quên với gửi lời nhắn nhủ với tất cả các quý bậc trưởng thượng, những người lớn tuổi, để gìn giữ sức khỏe và làm gương cho con cháu, để chúng con còn có những cái
gương tốt để mà học hỏi, cũng như là những cái chương trình như thế này trong cộng đồng, chúng ta hy vọng rằng những người gần xa đều hưởng ứng và đến với Trương Quý Diệp Foundation trong 5 phút còn lại. Xin anh có những lời nào muốn nói thêm về hội, hay là những cái lời nào ngỏ ý với các thành viên, hội viên và quý quan khách đến với hội? Dạ vâng, thì trong tâm tình của sắp sửa bước sang một năm mới, chúng tôi xin cha Diệp luôn phù trợ sự bình an đến cho tất cả mọi người, từ sức khỏe, công ăn việc làm đến gia đình. Đặc biệt, những ai chưa thử cầu xin với cha, hãy thử một lần xem sao. Và tôi tin rằng là bất kỳ ai, một năm mới, cái điều mong muốn của tất cả mọi người đó là sự bình an. Và tôi tin rằng là đến với cha Diệp sẽ có được sự bình an. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em đã theo dõi chương trình. Và đặc biệt cảm ơn tiến sĩ Đỗ Vinh đã cho chúng tôi cơ hội lại được tiếp tục giới thiệu về cha Trương Bửu Diệp. Vâng, cảm ơn anh John Nguyễn, CEO Trương Bửu Diệp Foundation, headquarter tại Garden Grove. Nhưng chúng tôi rất là hoan nghênh tất cả quý vị, không phân biệt tôn giáo hay là địa vị xã hội. Chúng tôi đã có rất là nhiều thành viên, hội viên ghi tên, và chúng tôi nghĩ là cái con số đó càng ngày càng lên cao. Dạ vâng. Cũng như những người ở xa, chúng tôi cũng nhắn nhủ với tất cả quý vị hãy giữ liên lạc với chúng tôi, và có dịp chúng tôi sẽ đi thăm các hội Trương Bửu Diệp khác. Dạ. Không phải là foundation như chúng tôi, nhưng mà cũng là những tổ chức bất vụ lợi, và chúng tôi rất hoan nghênh những hội bạn, những tổ chức bạn, và hy vọng khi quý vị đến thành phố Garden Grove và Nam Cali, hãy ghé thăm Trương Bửu Diệp Foundation, và khi chúng tôi đi các tiểu bang khác cũng sẽ đến thăm với quý vị, sinh hoạt chung trong cái tinh thần như anh John nói, cái mission chúng tôi chỉ có một điều, đó là vinh danh cha Trương Bửu Diệp. Xin cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta. Chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc và vạn sự như ý. Happy New Year. Chúc mừng Noel tụi con đã lại được hồi cả Tết Tây đối với ôi. Tết Tây phải ăn cho nhiều vừa nhưng cho khỏe mày, để mà làm cho cha Trương và chồng trọng nên thánh. Năm tổ chức sinh nhật cho cha Trương và Diễm 122 tuổi. Sẽ cảm ơn tụi con rất là nhiều nhé. Chào bạn phát lệnh cho tất cả mọi người trong hội và tụi Trương và Diễm nhé. Xin chúc mừng phát lệnh cho tất cả chúng con trên thế gian và con và thánh.